Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị quốc gia lần thứ 22 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin, hơn 10 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông mang đến các giải pháp sản phẩm để có những trao đổi học thuật hướng đến hoàn thiện cho việc phát triển mạng 5G ở Việt Nam như là Vision, Mobile Phone, VNPT, Huawei. Tại khu triển lãm, Mobile Phone đã mang đến giải pháp KeyPro cho phép người dùng có thể quản lý việc truy cập Internet và sử dụng các thiết bị thông minh của trẻ nhỏ khi kết nối Internet qua mạng Wi-Fi và 3G, 4G. Thiết bị KeyPro có giá 2 triệu 200 ngàn đồng với mức cước hàng tháng từ 100 đến 200 ngàn đồng. Còn đây là các giải pháp kiểm soát tần số phát vô tuyến, hệ thống dẫn đường vô hướng giúp phi công định hướng và xác định hướng bay ra các giàn khoan, giải pháp ICOM, bộ đàm liên lạc thông qua băng tần 3G, 4G của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Lợi. Các doanh nghiệp kỳ vọng có thể sản xuất ra những thiết bị đầu cuối 5G thay vì nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Cái buổi triển lãm này thì Thành Lợi cũng mong muốn được giới thiệu nhiều hơn với khách hàng về những cái trang thiết bị của mình cũng như là phần xu hướng để bắt kịp cho tương lai, bởi vì với cái việc mà 5G được đưa vào ứng dụng thì chúng ta sẽ cho phép những cái tính năng mà trước kia chúng ta còn bị hạn chế bởi phần băng thông đường truyền, thì nay với 5G mọi thứ sẽ được giải quyết và chúng ta có thể ngồi nhà để tiến hành điều khiển, giám sát hoạt động của các thiết bị thông qua mạng di động. Còn đây là pin ắc lithium vision với hệ thống mạch quản lý thông minh BMS. Ắc thông minh này có tuổi thọ gấp 3 lần ắc quy trì, sạc đầy trong 2 tới 3 giờ, tiết kiệm 50% chi phí tiền điện, thu hút sự chú ý của khách tham quan. Ắc lithium thì công nghệ thì để thân thiện môi trường, xanh sạch và tuổi thọ thì là gấp 3 đến 5 lần. Về giá thành thì giá thành chỉ cao hơn ắc acid chỉ khoảng 2-30%. Cũng trong khuôn khổ hội thảo thúc đẩy phát triển thông tin di động 5G và ứng dụng, các chuyên gia khẳng định các nhà mạng cần chuẩn bị sẵn sàng cho 5G bằng cách tăng cường củng cố các mạng 4G, hợp nhất nguồn tài nguyên trạm phát, tăng cường phổ tần cho 4G, 5G, dịch chuyển người dùng 2G, 3G sang 4G. Và để triển khai 5G thành công, cần có sự hợp tác của nhiều bên liên quan, từ các cơ quan chính phủ, các nhà khai thác viễn thông, các nhà cung cấp thiết bị giải pháp, các ngành, lĩnh vực, các đối tác bên thứ ba về hạ tầng.